Hello, xin chào mọi người đến với chương trình nấu ăn của Catherine Việt Food Cooking. Đây là một món bánh rất quen thuộc với mọi người, có thể dùng trong bữa ăn sáng và bánh rất thơm ngon. Phần vỏ bánh thì mềm, không quá dai, còn phần nhân bên trong bao gồm tôm với thịt và đậu xanh, ăn kèm với nước mắm ớt, chua ngọt. Bánh sau khi nấu chín thì lớp vỏ bánh rất là mềm, để qua đêm không bị sượng hay cứng, không cần phải hâm lại trước khi ăn. Để làm phần nhân của món bánh ít trần thì mình sẽ dùng khoảng 300 g thịt và 200 g tôm. Thịt mình sẽ cắt bỏ phần mỡ và tôm lột vỏ, lấy chỉ lưng sắc nhỏ. Thịt và tôm thì mình sẽ ướp riêng. Ướp thịt với 1 muỗng cà phê bột gà, 1/2 muỗng cà phê đường. Có thể ướp với thịt một chút xíu tiêu. Đối với phần tôm thì mình sẽ ướp 1/3 muỗng cà phê bột gà, 1/3 muỗng cà phê đường và một chút xíu tiêu. Sau đó trộn lên thật đều. Phần đậu xanh thì mình sẽ dùng đậu xanh cà vỏ, và mình dùng 90 g đậu xanh. Đem đậu xanh rửa nước lạnh cho thật sạch và hết lớp nước màu vàng. Đậu xanh sau khi đã rửa thật sạch thì cho nước xâm xấp mặt đậu, nấu với lửa trung bình cho đến khi đậu chín mềm. Bắt một cái chảo lên bếp, sau đó cho một chút xíu dầu vào chảo rồi cho phần tỏi băm vào phi lên cho vàng. Phần thịt mình sẽ xào trước ít nhất khoảng 20 phút, sau đó cho phần tôm vào xào chung.
Sau khi tôm đã săn lại thì mình sẽ cho vào tôm một muỗng canh dầu màu đều. Tiếp tục xào tôm và thịt ở lửa trung bình cho đến khi tôm thịt chín đều. Và cuối cùng mình sẽ cho phần đậu xanh đã nấu chín vào xào chung với tôm và thịt, rồi sau đó tắt bếp. Phần nhân tôm thịt và đậu xanh của bánh ít trần mình sẽ để nguội, sau đó vò thành từng viên nhỏ. Và tiếp theo là phần pha bột cho vỏ bánh. Với cách làm của ngày hôm nay, mình sẽ dùng một gói bột nếp và 75g bột gạo trộn chung với nhau. Cho phần bột nếp và bột gạo vào trong máy trộn bột, sau đó trộn với 600ml nước ấm. Hành lá thì mình sẽ rửa thật sạch và sắc nhỏ, sau đó vo từng viên nhân vào trong một cái dĩa. Lấy phần bột mình vừa trộn xong to hơn phần nhân một chút, sau đó gói nhân lại.
chuẩn bị một nồi nước sôi, sau đó cho bánh vào luộc trong 15 phút, rồi lấy ra cho vào tô nước lạnh. Và đây là bánh ít trần sau khi đã nấu chín. Lớp vỏ bánh rất là mềm và ngon, không bị dai. Ngoài ra, để tăng thêm phần hấp dẫn cho món bánh này thì mình sẽ rắc tôm phía trên mặt bánh và ăn kèm với nước mắm chua chua ngọt ngọt rất là ngon.